Rồi cái nồi nó kêu kìa. Quá. Rồi làm nồi luôn, khắc phục mấy lỗi này luôn. Đây là mình chuẩn bị lắp cái nồi gas. Quay anh em. Xe nồi cũ nó yếu quá, chủ xe muốn mạnh hơn nên bên mình làm nó chuông là mình làm cho nó bóng hơn, cái là khoan chuông này để nó khỏi bị rung. Hết kêu rồi, nãy nó kêu ghê lắm. Còn lại mình nha. Dạ. Đây, tiếp tục cho ngày lễ 14 tháng 2. Làm xong tối còn đi nữa. Đây là VS SH. Ồ, dạ.